mệt. Xem bây giờ đang ngủ đông. Đây là cái trại người ta ở giữa sâm. Bếp lửa. Đây là vườn sâm. Đây, hiện nay là sâm chuẩn bị bước vào giai đoạn ngủ đông. Cây lớn là đã rụi lá hết rồi, còn lại những cây nhỏ thôi. Cây nhỏ này. Đây. Cây này 2 tuổi. Đây, cây này chuẩn bị ngủ đông rồi, lá rụi rồi. Đây, các bạn thấy chưa? Lá vàng chuẩn bị ngủ đông rồi. Đây. Và hôm nay xin chia sẻ một cái điều rất là lạ của cây sâm ngọc linh. Đó là ngoài cái việc là nhân giống bằng hạt và bằng cái nuôi cây mô, thì hiện nay á, trên cây sâm này nó còn có một số cây đột biến. Nó có cái hạt là như này, mục như thế này, gọi là mục cát này. Đây, cận cảnh các bạn xem này, mục cát này đây. Cái này chúng ta đem nhận đất khoảng sang năm thì nó sẽ ra rễ và sẽ cho một cái cây con tương đương là cây 2 tuổi để cho nhanh ra rễ. Kinh nghiệm của bà con ở đây, người ta bấm vào đây cho nó có một cái vết xước nhỏ. Đấy, là sáng người ta mới ấn xuống. Bây giờ ta sẽ ấn cho mọi người xem. Đây xuống. Đây. Đây, thế này. Lấp đất lại. Rồi để cho nó vững hình lát cục đá. Đây lên. Nhìn thấy nha. À, nó đỡ đài lên. Nhờ nó khỏi bóng lên. Ừ, hút đất đâu mà. Rồi, cái này sáng nay nó sẽ có một cây. Đấy. À, đây có một cái mục rất to. Đây, các bạn thấy chưa? Này. Rồi, cái này đây. Chính xác đây là một cái củ mới này. Cái này là cái củ mới này, đột biến. Và đây một củ nhỏ nữa. Mọi người thấy chưa? Đây. Củ này rất là đẹp. Ồ. Ngón tay to như là ngón tay này. Giờ ta sẽ ấn xuống. Củ này to thì chúng ta không cần ấn, không cần phải bấm nữa. Để như vậy. Ừ. Ngõ là thế này, chúng ta ấn xuống này. Trông xuống, như vậy này. Như vậy. Rồi, bỏ đất lên trên. Chúng ta nên đè một cục đá nhỏ nhỏ cho nó khỏi bóng lên. Ừ.
Đấy là cái bí quyết để mà nhân giống một số cây đột biến. Và cái đặc điểm của nó là cái mục này nó chỉ mặc lên sâm 3 tuổi trở lại thôi, 3 tuổi 2 tuổi, chứ bước sang tuổi thứ tư là không có. Lúc đó nó đang ra hoa nè. Đây một hạt nữa này. Các bạn thấy chưa? Hạt này. Một mục. Giờ ta sẽ nhận luôn. Này nhỏ nên phải bấm. Đây một đám đây rồi đó lại. Như vậy là sang năm sẽ có thêm một số củ mới. Sâm hiện nay ngủ đông, trước ngủ đông đã ra mầm rồi đây. Mầm này, mầm đấy. Mùa này sâm vàng lá hết. Sâm Ngọc Linh á, ngoài việc người ta trồng trong trực tiếp trong lúng đất như thế này, các bạn thấy này, thì cũng có một số cây người ta đưa vào trồng trong cái chậu xốp này, sâm này, các bạn thấy nha. Chậu xốp nó cũng tốt lắm, ít bị thối hơn vì nó rút nước tốt. Hoặc là trồng trong những cái chậu như thế này, chậu nhựa, chậu nhựa này người ta mua, người ta bán để dùng trong cây cảnh, bây giờ được dùng để trồng sâm này, nghe các bạn thấy chưa? Trồng trong chậu nhựa, một số nơi người ta dùng cái rổ nhựa để trồng. Đây là những cây một tuổi, cây một tuổi, lá vàng chuẩn bị rụi rồi đó. Một chậu thế này trồng khoảng cỡ 5 cây hoặc là 4 cây là tốt nhất. Nếu một cái lớn lên cần lớn thì chúng ta cần tách ra để bổ có độ thưa cho nó sao sinh trưởng đấy. Đây này. Đây mầm sâm nó đã lên rồi đây này, các bạn thấy nhé, đây này mầm sâm này cũng ở này. Cái này là sang năm nó sẽ lên một cái cây mới, đó là một năm chu kỳ sinh trưởng mới. Gấp lá lại, nhổ những cây này. Này xong rồi đó. Đây là một củ sâm, các bạn chú ý nhé, mầm đây này, đây là mầm này kiến. Mình trồng sao quá, trồng sao quá nó nguy hiểm. Đem lên cọng này. Lật ra lại. Tiếp tục. Để cái rừng vào.
Này, rễ cây rừng nó chui vào các bạn thấy nhé. Ok. Này, ảnh hưởng đến cây sâm không có dinh dưỡng. Này, cái này năm nay đã có hai mầm này, các bạn thấy chưa? Hai cái mầm. Đây hai mầm nữa. Đây này hai mầm này. Đây hai mầm này. Bốn mầm lận. Giờ tôi sẽ trồng cận đây nhé. Vậy sao nguy hiểm lắm. Rồi xem nha. Sao này ngứa lắm. Sao này ngứa. Sao mé. Ngứa. Rắc da. Đấy. Ta phủ đang lá lên đây này. Bảo vệ đó. Ồ, không phải. Anh bỏ mình trong cổ sao quá. Kinh nghiệm trồng sâm mà chúng ta trồng thật cận. Cái này đã ra hai mầm rồi các bạn nhé. Này. Đây là một cái mầm này. Và đây một mầm này. Đây, các bạn thấy chưa? Giờ ta sẽ đếm cái cận này. Đấy. Lắp lá lên đây. Để cho nó ngủ đông. Mùa đông mưa nhiều, nước xuống nguy hiểm. Đè một số nhánh cây này nha, khỏi mưa khỏi gió, trời mất. Đấy. Đó thấy chưa? Xem đấy. Bên kia nữa. Đây, hướng đó là nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Đây là những cây sâm trồng trong chậu. Hôm nay là trồng ngoài lúng. Lúng này. Các bạn thấy chưa? Đây, đây là khu vực trồng sâm. Người ta làm lúng như thế này. Phải có những cái lúng như vậy. Cái lúng như vậy à, thì nó mới tốt. Này, lúng này. Hiện nay cái lúng, những cái lúng này đã ngủ đông hết. Đây, các bạn thấy chưa? Ngủ đông hết. Tuy nhiên ở trên núi này á thì do sâm nó sống dưới tán rừng mà nhiều cây cổ thụ nó rớt hạt xuống đây, những cái hạt như thế này, này rất là nguy hiểm, hút cái dinh dưỡng, do đó là thường xuyên nhổ, nhổ bỏ cây này đi, không biết cây này là cây gì, không phải cây sâm nên nhổ bỏ. Cái hạt này giống như của chôm chôm rừng, cái phải chôm chôm này. Mấy có phải của chôm chôm rừng không biết nữa. Đây là có cái quả này. Quả thế này. Nên ta phải nhổ, bỏ hết. Mặt quá trời. Gì đây? Cây kim. Nó có cây kim đây. Đủ bài.
Đây, các bạn xem củ sâm này. Củ sâm này, thấy chưa? Đấy, củ sâm đấy. Củ sâm này. Đây, củ sâm này, đây. Mưa quá, lòi ra luôn. Nhổ lúc này. Cái này có hại, nhổ. Cái này có lợi, thì cũng là trồng. Có nhiều. Ui. Xanh, bạn thấy xanh chưa? Bây giờ tao sẽ nhổ rồi. Lúc này còn chứ? Còn anh. Giờ cái này đi. Hết không? Ồ, đó không. Đó là rễ chuối. Để coi đi. Đấy, trồng một cái xong nó như vậy đấy. Nó cũng dễ rồi. Đấy, đấy, đấy. Rất đơn giản. Cắm một cây để biết không để này mình đã trồng. Người ta cắm cây này để người ta làm giáo biết rằng là dưới này đã trồng sâm. Sang nam là kiểm tra nó có lành hay không. Đấy, các bạn thấy. Em nghe cách mà đó, lá đó. Đậy lá lách để mà chống xói mòn cho cây sâm, bảo vệ cây sâm trong mùa đông. Lá này anh này,
không làm được. Lá lách người ta chặt để khô thế này. Trời sắp mưa. Này. Chai đá được rồi. À. Cái vườn sâm giống người ta phải dùng những tấm tôn thế này. Tôn thế này. Chai kín luôn luôn. Mục đích là để chống con chuột. Con chuột nó bò lên đây này thì nó sẽ rớt xuống. À. Nó sẽ không vào được trong này để mà ăn hạt, phá hạt. Đây, bây giờ anh chủ vườn đang che đấy. Sau Tết âm lịch đó, là cái lá lách này nó sẽ hôi mục mà trở thành mùng rất là tốt cho cây sâm. Lá lách và lá tranh mình lụp nhờ là tốt nhất. Đây. Khu vực này đã chai sang rồi. Nghe thế này. Rất là nhiều sâm. Hôm nay lên vườn sâm mùa này thì thấy nó trống không thế này, nhưng mà sau Tết âm lịch nữa là nó rất là tốt. Cây nó bắt đầu bắt một chu kỳ mới. Đấy. Che với bạn trải đều ra. Nước mưa nó sẽ trôi đi mặt lá đó, không có thấm xuống nhiều cũng ảnh hưởng đến cây nữa. Mặc dù được những cái tán lá như thế này che rồi, nhưng mà để đảm bảo thì bà con kinh nghiệm người ta che thêm cái lá lách này. Lá này người ta trồng bên ngoài, người ta phát dọn hàng năm để mà nó cái rải tỉa lúa. Bây giờ người ta không tỉa lúa nữa, người ta để lấy lá lách này. Cái hòn này là hòn cũ bự hết rồi đúng không anh Bằng? Mấy hòn này là cũ bự hết rồi như nè. Cái này mấy chục năm rồi hè? 8 năm hả? Còn cái chỗ mà lớn nhất là chỗ nào? Anh còn thấy chỗ nào cây nào lớn nhất không? Cũ nào lớn nhất không? Đây là hả? Không, chỗ này là toàn là cây lớn. Hà, bươi lên một cái được không? Dạ. Bây giờ lập lá xong sẽ bươi lên một củ bự cho mọi người xem. Củ đó còn mấy chục năm rồi hì? Củ đó chắc không. Hai mấy năm? Chưa, làm chưa có. Chế khoảng bao nhiêu? Còn 7-8 năm chứ. 8 năm. Củ đó trọng lượng khoảng bao nhiêu anh? Đào trong này hả? Trong cái này hả? À. Là cái cổ lớn nhất là không nhớ nữa. À. Chỗ nào? Ủa cái này hồi nãy tưởng đâu là dưa hạt con này chứ? Không. Rất là trong này hả? Em tưởng là dưa hạt. Đấy hả? À, cụ to quá. Bưng này nè. Mới trồng hả? Mới trồng. Bưng này có mầm chưa? Ồ, rất là dài. Chưa có mầm đó. Bưng lên luôn nè. Chưa có rễ mà. Ồ. Chưa có rễ đúng không? Có rồi đây. Quá to. Dạ? Có rồi. Ồ, mầm to đó. Cũ này hơn lọn hả? Chắc chưa tới lọn đâu. Thế là cũng có rồi đó, nhưng mà không nhớ là này. Nhà đấy đằng kia luôn hả? Ừ. Cũng là to kinh khủng. Hôm nay mỗi năm cho mấy chục hạt cái phải dẫn nè. Có trăm hạt á. Chỉ có như năm ngoái năm nay cũng mất nhiều. Ừ.
Đây, lắp lại đi anh. Được chưa? Đồng dạng được. Trồng sắm như vậy cận. Khu này cũng sâm lớn hết rồi. Nhà bữa nay là cắt lá hết. Vườn bên kia là vườn của các hộ dân khác, người ta kết nhà bằng cái B40, lưới B40 để phân chia ranh giới. Đây B40 đây. Đây bên kia là của hộ gia đình khác, là đây B40 đây. Mỗi hộ là lồn một vườn thế này, rất là giàu. Đây, các bạn thấy đấy, tuốt dư dư sờ kìa luôn. Đây, tuốt cái này nữa rất là nhiều. Dưới này cũng toàn là sâm lớn hết trơn. Đây, đây là củ sâm rất là to. Củ sâm này cũng phải là hơn một lần. Mới được dời từ phía dưới kia lên đây. Đây là hạt này. Hạt sâm. Chúng ta gieo đây một hạt này. Đây một hạt này. Các bạn thấy chưa? Như vậy. Đấy. Nhưng sang là phải đại lại. Cái sâm là trồng cận với trồng sau là nó nguy hiểm lắm. Rồi trồng phong lan. Bây giờ chúng ta sẽ để cho quý vị xem các cái lá sâm như thế nào. Đó là chúng ta phải dùng cái kéo. Đây, từ từ. Đây, dùng cái kéo sáp, sáp gốc. Đấy, rất đẹp. À, này vần này. Vần, vần hết. Ê, đừng có cắt cái má xanh á. Để lại chứ. Nó chưa đủ. Đây, các bạn thấy hạt cát chưa? Rất đẹp. Dùng kéo nó mới bảo vệ được cái góc ở dưới. Đây. Mỗi năm mưa sớm thì bây giờ nó sẽ rụi hết rồi. Không biết năm nay tình hình thời tiết sao mà mưa trễ. Cho nên là... cái này. Này có củ rất to. Đại lá lên đây có ảnh hưởng đến mầm. Đập. À, vừa rồi tổng cộng là anh cắt được cỏ vườn mình được bao nhiêu lá, bao nhiêu ký? Có 21 ký. 21 ký hả? Quá nhiều rồi đấy. Vì mấy ký cũ mới được ký lá mà. 5-6 ký cũ mới được ký lá đúng không? Năm 2015-16 bốn mấy năm rồi kia có. Vườn mình 2016 được 12-13 ký. 52 ký à? 53 ký. 53 ký năm 2016. Kinh khủng. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết sao mà nó cây nó thấp. Nó không to. Mà cây mà nó không to á là hạt nó cũng ít. Cây to khỏe thì hạt nhiều và củ cũng nhiều nữa. Củ cũng bự nữa, to. Có những cây mà đến 2-3 nhánh á. Mấy cây nhỏ đó đừng cắt chị, để cho nó sống. Có hồi không rụi cái chứ. Từ từ để cho mọi người xem cái cảnh anh. Đây. Rồi.
Rồi xác cái này. Anh ngồi đó anh xác đi. Xác cái này. Cẩn thận xác. Rồi xác. Như vậy là bây giờ anh hái luôn. Vì nó rụi hết. Không đợi đến Tết được. À, ra Tết là cả cái khu vực này. Đây. Là mọi người sẽ thấy là một vườn sâm xanh rất là đẹp. Mà nó sẽ mọc luôn cái cuống hoa lên luôn. Ngay từ đầu luôn. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt.